Chào các bạn, trong thời gian qua thì mình nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn về vấn đề học tiếng Anh. Thì hôm nay mình xin tổng hợp lại những cái câu hỏi đó và mình xin trả lời trong video này nha. Câu hỏi đầu tiên của các bạn. Thầy ơi, em học hoài mà không có thuộc. Thì đối với mỗi người khác nhau, cái chữ hoài, cái chữ nhiều nó sẽ có cái định nghĩa khác nhau. Đối với một số người, 5 lần là nhiều rồi. Một số người khác, 20 lần 30 lần là nhiều. Nhưng mà trong cái việc học tiếng Anh á, nhiều phải là 5.000 lần, 10.000 lần thì các bạn mới nhớ nổi nha. Nhưng mà các bạn lưu ý á, không phải một câu các bạn đọc từ sáng tới chiều để đạt chỉ tiêu 5.000 lần hay là 10.000 lần đâu. Các bạn phải chia ra. Ví dụ, ngày hôm nay các bạn đọc khoảng chừng 100 lần. Ngày mai các bạn đọc 100 lần. Đó, thì các bạn chia ra từ từ miễn sao đạt chỉ tiêu á, là 5.000 lần hay là 10.000 lần thì tùy các bạn chia thôi. Mấy năm trước á, thì mình có làm cho một công ty ở Anh, nhưng mà đa số mấy cái người ở trong công ty á, là họ là người Pakistan. Đương nhiên là mình sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với họ rồi, nhưng mà trong thời gian rảnh rỗi á, thì họ dạy cho mình những cái câu thông dụng bằng cái tiếng của họ. Họ gọi á, là cái tiếng Punjabi. Bây giờ thì mình không có còn làm ở chỗ đó nữa, nhưng mà mình vẫn còn nhớ những cái câu đó. Lý do á, là ngày nào mình cũng có nói lẩm bẩm những cái câu đó hết trơn á cho nên mình vẫn nhớ. Bây giờ á mặc dù mình có thể lặp lại những cái câu đó nhưng mà mình cũng không có nhớ nghĩa của nó là cái gì hết trơn á. Cho nên cái việc học tiếng Anh cũng vậy, các bạn phải lặp đi lặp lại rất là nhiều lần cộng với lại một yếu tố nữa, đó là trong một thời gian dài chứ không phải chỉ có lặp đi lặp lại không thì chưa có đủ nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Có phải thầy dạy tiếng Anh bồi hay là không? tiếng anh bồi á là cái tiếng anh mà nó không có đúng ngữ pháp, cái tiếng anh mà nói tiếng được tiếng không. Trong tất cả những cái video clip mà mình làm từ trước đến nay á là tiếng anh chuẩn chứ không phải là tiếng anh bồi nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Sao thầy không làm phiên âm quốc tế? Muốn tìm cái phiên âm quốc tế á thì nó rất là đơn giản các bạn. Các bạn có thể đánh cái từ đó lên Google thì nó sẽ hiện ra cái phiên âm quốc tế cho các bạn xem thôi nhưng nếu các bạn học theo cái kiểu phiên âm quốc tế á, thì thứ nhất là cái phản ứng của các bạn sẽ chậm hơn, tại vì các bạn phải suy nghĩ xem cái chữ đó nó phiên âm quốc tế là như thế nào, xong rồi sau đó các bạn mới dựa vào cái phiên âm đó, các bạn mới đọc ra. thì như vậy cái phản xạ của các bạn nó hơi bị chậm. cái thứ hai á là nếu các bạn đọc theo cái kiểu phiên âm quốc tế thì nó sẽ rất là máy móc và nó sẽ không có nối âm được và người bản xứ á thì thường người ta không có nói theo cái kiểu phiên âm quốc tế đâu. Mình thấy cũng rất là may mắn á tại vì cái tiếng Việt của mình được viết bằng cái chữ Latin, cho nên cái cách phiên âm của mình á là mình thấy cũng tương đối là đầy đủ cho các bạn học rồi. Vì những cái lý do đó cho nên mình không có thích sử dụng cái phiên âm quốc tế. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Thầy ơi, làm sao để học mà nhanh nhớ? Cái quy tắc khi mà các bạn học tiếng Anh á là các bạn không thể nào mà các bạn có thể học nhanh được nha. Nhớ nhanh thì nó sẽ mau quên thôi. Đối với người lớn á thì não của chúng ta nó sẽ có cái xu hướng á là không có tiếp thu những cái mới. Ví dụ khi mà các bạn còn nhỏ á, thì ai nói cái gì thì mình nghe cái đó đúng không? Nhưng khi mà chúng ta lớn lên á thì ai nói cái gì thì chúng ta có cái xu hướng á là phản bác lại, không có nghe. Trong việc học tiếng Anh cũng vậy nhiều từ á mình cố gắng mình nhét vào não của mình nhưng mà nó đi vòng 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 một hồi lâu sau nó mới vào được cho nên các bạn đừng có nản cái cơ chế hoạt động não của chúng ta là nó đã là như vậy rồi thì chúng ta cố gắng chấp nhận nó đi nếu mà các bạn thấy học hoài mà không có nhớ á, thì các bạn cứ nghỉ ngơi sau đó học lại thì nó sẽ nhớ thôi chứ các bạn đừng có thấy như vậy xong rồi tự trách mình nói là mình dở quá xong rồi nghỉ ngang giữa chừng thì không có nên nha. Rồi câu hỏi tiếp theo. Thầy ơi nên học tiếng Anh với người Việt Nam hay là học tiếng Anh với người nước ngoài? Theo cảm nhận riêng của mình á, thì đối với những người nước ngoài mà họ có cái chuyên môn về giảng dạy thì họ mới dạy được thôi. Còn đa số thì họ dạy không có được hiệu quả cho lắm cái lý do là người ta không có cái trải nghiệm học tiếng Anh, tại vì tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của người ta rồi, cho nên họ không có cảm nhận được những cái khó khăn mà người học mắc phải và họ không có dạy được hiệu quả như là giáo viên người Việt Nam. Đối với giáo viên là người Việt Nam thì người ta đã trải nghiệm qua cái việc học tiếng Anh rồi, cho nên họ mới nhận biết được những cái khó khăn mà người học mắc phải, từ đó mà họ dạy tốt hơn, họ truyền đạt tốt hơn tóm lại về cơ bản á thì các bạn nên học tiếng Anh với lại giáo viên người Việt Nam còn người nước ngoài á thì chỉ hữu ích khi mà các bạn muốn giao tiếp thôi còn nếu mà các bạn phân vân chưa có biết học tiếng Anh với ai á thì các bạn cứ lên Google hoặc là lên YouTube đánh lên cùng học tiếng Anh thì các bạn học tiếng Anh với mình là được rồi nha tối ngày quảng cáo rồi câu tiếp theo Thầy ơi, cho em hỏi muốn mua sách của thầy thì mua ở đâu? Cái cách mà mình hướng dẫn các bạn từ trước đến nay á là đa phần mình tự nghĩ ra. Mình thấy á nếu mà hướng dẫn như ở trong sách á thì đối với những người lớn tuổi, những người tự học tiếng Anh thì nó hơi khó. Cho nên mình đúc kết lại và mình hướng dẫn theo cái cách của mình. Hiện tại thì mình không có sách, nhưng mà trong thời gian tới á thì mình sẽ cố gắng ra sách cho các bạn học mình hy vọng như vậy thôi nha nhưng mà mình cũng chưa có biết khi nào mà mình có thời gian rảnh để mình viết sách nữa thì tạm thời các bạn học ở trên youtube của mình đi nha rồi câu tiếp theo thầy ơi thầy có dạy online hay là không hiện tại á, thì mình chỉ dạy ở trên youtube thôi chứ mình không có dạy online nha và mình cũng không có là giáo viên dạy tiếng anh ở bất kỳ cái trung tâm nào hết trơn á rồi câu tiếp theo nhiều bạn hỏi mình á là thầy ơi, thầy có thể cho cái âm thanh lớn hơn được không? Thì đối với những cái video clip mà mình làm đầu tiên á thì mình chưa có kinh nghiệm cho lắm, thì những cái video clip sau thì mình đã khắc phục được cái điều đó rồi. Thì đối với những cái video clip trước đây mà có âm thanh nhỏ thì mình sẽ cố gắng làm lại, mình sẽ làm cho cái âm thanh hay hơn và trình bày cho nó đẹp hơn, rõ hơn cho các bạn dễ học nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo có nhiều bạn hỏi á là thầy ơi sao em không có tìm được bài này hoặc là thầy ơi em không có tìm được cái bài kia. Thì để tìm được những cái bài học trước đây thì các bạn đánh lên cùng học tiếng Anh ở trên YouTube hay là trên Google á. Sau đó các bạn vào danh sách phát thì từ đó các bạn sẽ thấy tất cả những cái bài mà mình làm từ trước đến nay nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Thầy ơi thầy có thể giới thiệu một số ứng dụng để học tiếng Anh được hay là không? Cá nhân mình thấy á, là không có cái ứng dụng nào mà giúp cho các bạn học tiếng Anh hiệu quả hết trơn á. Hôm trước á, thì mình có xài thử một cái phần mềm. Cái phần mềm đó nó sẽ hiện ra cái chữ cho các bạn đọc. Nếu mà các bạn đọc trúng á, thì nó cho các bạn qua. Còn nếu mà các bạn đọc sai á, thì các bạn phải đọc lại cái chữ đó. Nhưng mà có nhiều chữ mình thử mình đọc sai thử coi nó có cho mình qua hay là không thì nó vẫn cho mình qua đó cho nên qua nhiều lần thử nghiệm á thì mình thấy các cái phần mềm học tiếng anh á thì nó không có đáng tin cậy cho lắm cho nên mình khuyên các bạn á là các bạn đừng có nên học tiếng anh với phần mềm rồi câu hỏi tiếp theo thầy ơi em muốn mua các bài học của thầy thì liên hệ như thế nào tất cả những cái video clip mà mình làm từ trước đến nay ở trên youtube á là các bạn cứ xem miễn phí thôi các bạn không có cần phải trả tiền đâu cái việc các bạn có thể làm để ủng hộ mình á là các bạn hãy nhấn vào cái nút like. Xong rồi các bạn chia sẻ cho nhiều người cùng học. Và sau đó các bạn có thể nhấn vào cái nút đăng ký. Cái nút đăng ký ở trên YouTube á là cái nút miễn phí. Các bạn nhấn vào để theo dõi những cái bài tiếp theo chứ các bạn không có bị mất tiền đâu cho nên các bạn đừng có lo nha. Rồi, đó là những câu mà các bạn thường hay hỏi mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip học tiếng Anh tiếp theo nha.